Xôn xao vụ việc hiệp sĩ hút đinh giúp dân nhưng bị đưa về trụ sở, công an Bình Dương nói gì? Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc như sau. Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến việc hai tình nguyện viên dùng xe đi hút đinh trên đường bị công an phường đưa về trụ sở. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, thời gian qua, trên quốc lộ 1A, đoạn cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh tỉnh Bình Dương, tái diễn tình trạng đinh tặc. Tình trạng này đã xuất hiện nhiều nhưng giảm được một thời gian, nay lại tái diễn. Không riêng quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ 13, đoạn cầu Vĩnh Bình thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, giáp với thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện tình trạng đinh rải trên đường. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông, nhiều hiệp sĩ ở Bình Dương tình nguyện chế tạo xe để đi hút đinh. Tuy nhiên, công an phường An Bình, thành phố Dị An đã đưa xe hút đinh và người tham gia đi hút đinh về trụ sở làm việc, tạo dư luận không tốt. Chiều ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Tại buổi họp báo, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến việc hai tình nguyện viên dùng xe đi hút đinh về trụ sở công an. Theo đó, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc Công an phường An Bình, thành phố Dĩ An có mời hai người cùng xe hút đinh về trụ sở để làm việc. Trong buổi làm việc giữa công an địa phương và hai người kể trên có hai nội dung. Thứ nhất là làm rõ động cơ mục đích quay video quá trình đi hút đinh và đăng phát trực tiếp lên mạng xã hội. Thứ hai là nhắc nhở đảm bảo an toàn trong việc dùng xe hút đinh lưu thông trên đường. Tại buổi làm việc, hai tình nguyện viên hứa tuân thủ việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lưu thông trên đường, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống.